vâng, em tối nay em lại tiếp tục lên cho quý vị một con máy đeo màn 15.6 inch nhá. Đấy dòng Dell 5590. Đấy. Con này thì hiện nay thì em cũng hàng cũng vừa về xong chỉ cách đây có khoảng tầm uh, buổi tối nay. Đấy, hàng vừa về xong nhá. Đấy. Thì uh, <laughs> Đấy, một số các bác bảo là quay lên cho anh anh xem ok đấy, hàng đẹp ok anh chốt luôn Đó. thì nhiều bác cũng hỏi như thế rồi thì em cũng không biết là chốt được bác nào đấy thì em cứ quay lên đấy bác nào xem ưng thì lấy nhá đó đây hàng về thì nói chung là đẹp long lanh em cũng chả biết là có cái điểm gì mà phải chê đó bởi vì, vì hàng nhà em thì thì quý vị biết rồi đấy khi mà quay lên thì ví dụ như hàng nhà người ta thì sẽ tìm thấy rất nhiều cái để nói Ví dụ như là nói dài, nói thật nhiều, ví dụ là nó bị thế này, nó bị thế kia, rồi nó bị xước nó bị sứt, um, rồi nó bị vỡ, nó túm lum hết cả lên. <laughs> Nhưng mà hàng em thì là toàn hàng tuyển chọn cho nên là mình cũng chả biết nói cái gì cả. Đấy, đây thì quý vị và các bạn xem đây nhé. Đấy, nó có hàng thì đẹp long manh luôn quý vị ạ. Hàng em toàn hàng siêu thị thôi, quý vị nhìn này, toàn hàng siêu thị, tem dán siêu thị thôi. Đó. Đấy, cho nên là hàng siêu đẹp, Đấy, chất lượng thì không phải suy nghĩ rồi, chất lượng thì những dòng này nhà em thì gọi là phải nói là nó uh, siêu gọi là siêu chất luôn, Đấy, không phải suy nghĩ về chất lượng về hình thức thì nói chung là nó ok. còn đo hàng cũ thì hàng cũ thì tất nhiên là nó phải có có cái dấu hiệu của dùng rồi quý vị nhé, không thể không được. ví dụ nhà hàng mới là Long Nanh Cành Đào nhưng hàng cũ nó phải có cái dấu vết và vết này vết kia, Đấy, thì để mà nó thể hiện là cái dùng rồi. Đấy tuy nhiên là nó cũng không đến nỗi phải quá đáng Đó. còn tất cả các mặt hàng thì nó không thể gọi là đẹp nó nó không thể gọi là đẹp như mới được bởi vì là 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 nó dùng rồi thì kiểu gì nó cũng sẽ phải có thế này thế kia chứ không thể nào tránh khỏi được nhé quý vị nhé còn tuy nhiên là hàng về thì gọi là long lanh cành đào không phải suy nghĩ nói chung là hàng nhà em ai 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 mà đã mua hàng nhà em rồi thì chỉ có ưng thôi chứ không 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 thể nào mới được đấy đây thì xung quanh của nó thì rất là ok nhé rất là ok luôn. Đó. còn đây thì à, em giới thiệu cho quý vị nhé. Đó. Đây này. bên này là cổng à, tai si này. Đó. chỗ này cổng tai si chỗ này là cổng usb này. Đó. chỗ này là cổng à, thẻ sd này. Đó. còn à, chỗ này là cổng sạc này, chỗ này là cổng usb tiếp này và chỗ này là cổng à, hdmi. còn bên này là cổng à, mạng lan nhé quý vị nhé. Đó. Đó tiếp đến là bên này có cổng VGA và cổng USB, Đó. đây là một cái cổng uh, tai nghe, cái này bịt lại, không chắc là nó chưa sử dụng đến hay gì đấy. À, đấy. đấy thì OK nhé, quý vị nhé. OK nhé, nói chung là đẹp siêu đẹp rồi. Đó. Bây giờ em sẽ quay cái này để cho quý vị và các bạn xem mặt sau nhé. Mặt sau của nó nói chung là long manh luôn mặt sau là long lanh cành đào không có một cái gì mà còn phải suy nghĩ gì cả, đấy quý vị nhìn, Nó đẹp con này thì được cái là thiết kế cái hệ thống tản nhiệt của nó thì gọi là siêu siêu khủng bố luôn, đấy, đây hệ thống tản nhiệt phần dưới này, đấy, và phần gần đầu này để có thể đẩy gió này và ở đây nhé quý vị nhìn xem, <laughs> ở đây thì nó có một cái hệ thống tản nhiệt để đẩy ra đằng sau nhé, riêng con này của nó về hệ thống tản nhiệt rất là thông minh, đấy, cực kỳ thông minh luôn. Ok bây giờ em sẽ mời quý vị và các bạn khám phá bên trong của em nó nhé xem cái mức độ siêu đẹp của em nó là như thế nào đó. Ok đây bên phần bên trong của nó đây nhé quý vị nhé con này thì so với tất cả những con mà em đã từng bán quý vị xem rất nhiều con mà em bán con chín 90 rồi đấy thì thường khách hỏi rất là nhiều quý vị ạ đó. thì những dòng này thì về thì chưa con nào mà đẹp như con này luôn con này thì nó gọi là đẹp long lanh như gọi là gần như mới bên trong luôn nhé quý vị nhỉ đẹp long lanh đến nỗi mà gọi là phát sướng luôn Đó. long lanh phát sướng luôn nhé quý vị nhé Đó. Đó. cực đẹp siêu đẹp luôn này quý vị nhìn này toàn bộ cái sơn này của nó nhé toàn bộ lại nói về cái sơn đấy. thì mặc dù hôm qua em đã giải thích cũng một số bác đã nhắn tin cho em rồi là anh cảm ơn là đã hướng dẫn cho anh thì các bác đặt hàng nhà em rồi thì cũng hôm nay thì lại có hai bác khách lại hỏi em là em ơi hàng nhà em có cái loại nào mà không có cái kiểu mà tân trang sơn sửa lại không thì anh muốn mua cái hàng nó phải ngon đúng chuẩn của nhà máy ra cơ đấy em lại bảo ô thế chết rồi em hôm qua em vừa giải thích xong rồi bây giờ các bác lại hỏi em thế thì chết em đấy thì hôm nay em lại giải thích lại bởi vì em nghĩ là <laughs> hôm nay em quay thì kiểu gì lại có rất nhiều các bác cũng xem đó. và hôm qua em quay thì rất nhiều các bác cũng đã xem rồi và hôm nay thì em lại tiếp tục quay cái video mới thì tất nhiên là lại có rất nhiều các bác khác lại 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 xem nữa nhá đó. thì <laughs> như sau đó Thứ nhất là toàn bộ cái hàng nhà em là về nhà này em bán thế. Vâng toàn bộ là nhà em là hàng siêu thị, chọn lựa rất là chuẩn và kỹ lưỡng. Và quý vị biết rồi đấy, mình uh, mua hàng ở bên siêu thị thì không phải là tự dưng mà 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 hàng của nó vào được siêu thị đâu quý vị ạ Tất cả các hàng là nó phải có cái tuyển chọn mức độ là bao nhiêu phần trăm đấy. Ví dụ như con này của nó thì sẽ đạt khoảng 99%. Đấy. Thì mức độ là đạt bao nhiêu phần trăm? Đó, thì nó mới vào được siêu thị chứ không phải là con nào cũng người ta nhồi nhét vào thì thường người ta sẽ lấy những cái mức độ như từ 85 Đấy. phần trăm trở đi là có thể vào được rồi Đó. là đấy là những hàng cũ nhé thì thường nhà em vào nhà em chọn là những cái phân khúc là sẽ là từ 95 cho đến 99 phần trăm thì nhà em sẽ lại lựa chọn thêm đấy để tạo để khi mà hàng về là toàn những hàng gọi là siêu chất lượng đó và những cái hàng mà vào được siêu thị thì đương nhiên là nó phải nó thứ nhất một tiêu chuẩn đầu tiên là phải nguyên bản. Đó. Tiêu chuẩn thứ hai là mẫu mã phải đẹp. <laughs> mẫu mã phải đẹp, đó. Và cái thứ ba là, là hàng nó phải chạy. Đó. Thì mới vào được siêu thị và siêu thị người ta test kỹ lắm. Cho nên là mình qua đấy mình cũng chỉ gọi là chỉ xem ưng con nào và mình test thêm thôi. Đấy, thực ra mình sẽ test test thêm khoảng tầm 15 20 phút hoặc là nửa tiếng là một con máy thôi. Đấy là mình đã ok rồi bởi vì người ta test rất kỹ rồi đó. Và khi về đến đây thì bên em lại, lại vẫn tiếp tục test tiếp nhé Đầu vào test tiếp đấy đó. Và như vừa rồi là bên em test chạy và cài win đó. Đấy, Cái là đã mất khoảng một tiếng rồi Và bây giờ em lại quay tiếp tục cho quý vị nhé Liên tục ví dụ có vấn đề gì nỗi là nó sẽ xuất hiện ngay Nhưng mà ít khi lắm bởi vì đã Đã vào tay bên siêu thị rồi thì không thể nào mà <laughs> mà nói đến về vấn đề nỗi được rồi nói chưa có nỗi nhưng mà cực hiếm siêu hiếm luôn bởi vì từ trước này em bán gần như không thấy chưa thấy tình trạng đấy. Đúng không? đấy còn nói chung đồ điện tử thì không thể nói trước được nó sẽ có xác suất chẳng hạn như một phần trăm chẳng hạn hai phần trăm chẳng hạn đấy không thể không thể nào mà tránh khỏi Thế cho nên là tất cả các hai sản phẩm là bán từ nhà em ra là nhà em thứ nhất là đều bao test 7 ngày cho quý vị từ ngày nhận hàng nha quý vị nha cho quý vị an tâm đó từ ngày nhận hàng test 7 ngày luôn đó. Đấy, còn tất cả những cái này nhà em là cam kết là đều hàng nguyên bản hết nhé không có chọc ngoáy uh, uh, sửa chữa gì cả đó. tất cả đều hàng nguyên bản hết luôn đó có thế nào bán thế đây? đấy cho nó nhàn thân quý vị ạ đó. À, tiếp đến là là quý vị là à, tất cả sản phẩm này là em đều tặng theo kèm theo sạc zin nha quý vị nhé em nói trước để quý vị và các bạn biết đó. sau đây em sẽ đấy hàng hóa thì nó đẹp rồi thì cũng chả có gì để để mà chỉ trỏ chỗ này chỗ kia đấy chỗ nào nó cũng nong nanh cành đào nha đấy và hệ thống bàn phím đây thì quý vị biết rồi đấy hệ thống bàn phím này là bàn phím song ngữ gồm có bàn phím quốc tế và một cái góc nhỏ nhỏ xíu ở dưới đáy này thì nó gọi là bàn phím của nhật đấy. thì để dành cho những ai mà làm việc với người nhật <laughs> thì có thể cài nguyên nhật và có thể sử dụng để đánh văn bản bằng tiếng nhật rất thuận tiện nhé đấy nó ok đấy còn đây hệ thống này f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 8 9 10 này đấy. rồi số 1 số 2 số 3 số 4 5 6 này đấy. các hệ thống chữ cái a b c f lại tab tiệc cap lock đấy. bên này enter bên này thì nó có một hệ thống bàn phím số nhé đấy. để giúp chúng ta đánh nhanh hơn đấy. Đấy. rất ok đấy. Màn, miên man rồi bây giờ ok em sẽ mời quý vị và các bạn à, à xem cấu hình của em nó nhé À, còn nói về cái bàn phím thì của nó là bàn phím là đánh như gọi là chất nhất quả đất luôn nhé riêng dòng bàn phím của nhật đồ đồ của nhật tuổi thì nói chung là nó phải thuộc dạng nó gọi là tầng lớp gọi là cao cấp gần như nhất thế giới luôn riêng về đồ nhật Đấy thì gọi là gần như gọi là siêu đẳng cấp vào hàng nhật thì vào cái các siêu thị nhật thì không phải chuyện đùa là một, là một cái thứ hai là để được đáp ứng được cái tiêu chí của nhật thì cũng không phải là chuyện mà cái gì cũng có thể là, là làm được Đấy, nó rất khắt khe chẳng hạn ví dụ như ở việt nam mình thì chỉ bán những dòng rẻ ví dụ như vốt vốt treo hoặc là inspiration đấy chẳng hạn còn riêng ở về bên nhật thì người ta lại toàn bộ là người ta phải dùng những dòng hệ cao cấp như là natitude này Đấy. hoặc là à, à, những dòng mà precision này đấy. À, đấy, những dòng mà precision là những dòng chuyên về đồ họa hoặc là latitude là những dòng mà à, thuộc phân khúc là văn phòng cao cấp các thứ nhé Ok, đấy. Bây giờ em sẽ mời quý vị xem cấu hình của em nó nhé Con này thì à, <laughs> thuộc cấu hình gọi là siêu chất lượng luôn đó. Con này thuộc con này là đeo latitude 5590 nhé Đấy, thuộc gọi là tầng cao nhất của đời 5 năm đó. Đối số 5 <laughs> tức là màn hình 15, 15.6. Thì trước mắt quý vị đây là <laughs> một cái màn hình 15.6 inch có của dòng đeo 5590 với cấu hình là i7 nhé quý vị nhé đời rất cao đó. 8650U i7 8650U nha quý vị nhé đấy và con này ở đây là ram uh, của nó là 16 sáu g ram của em bình thường em vẫn nói đấy, em vẫn dùng cái ram 4 g em vẫn chạy tị tã đây ram tận 16 sáu g rồi quý vị dùng thì thoải con gà mái luôn uh, con này có một cái cạc đồ họa on bo là 620 hai mươi và cái cạc này xe lên tới tận là tám g nha quý vị nhá Đó. riêng dùng con này đã là dùng tị tã rồi độ phân giải của màn hình là một chín hai mươi x một tám full hd đó, nói chung là đọc đến các cái thông tin của nó là đã thấy siêu chất lượng rồi Con này có một thêm một cái cạc đồ họa nữa là cạc đồ họa render này là G uh, NVIDIA neo uh, MX130 nha quý vị nhé với uh, cạc đồ họa này thì tổng của nó lên tới là 10 g 10 g RAM này đấy. Đấy, tổng của nó nhé Nó có thể xe lên tới tận 8 g này đấy à xe lên tới tạm ghế tận 8 GB và tổng của nó là 10 GB. Đấy và display memory của nó là 2 GB. Đó. Rất là ok rất chất lượng nha quý vị nhé Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem đến cái mục Đây. Đây là bộ đây là cái ổ SD nhé ổ SSD 512 GB nhá, 512 GB cho quý vị thỏa sức lưu dữ liệu em đã chia ra một cái là hơn 100 g rồi, cái một cái là à, hơn 300 g đấy. Cho quý vị dùng thỏa con gà mái luôn đó. Đấy. tức là mình có thể lưu dữ liệu thoải mái luôn, gần như là 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 thoải mái lắm các quý vị ạ. Đấy. Từ ngày xưa giờ toàn dùng ổ cứng gọi là uh, 200 250, đây chơi 512 là ổ SD nữa. Thì quá ok chất lượng rồi. Đó, vâng, đó. Dạ vâng, đấy thì ờ uh, uh, máy thì nó cũng chỉ như vậy thôi và thông tin thì nó cũng rất ok rồi con này thì em bán cũng khá nhiều rồi và mức giá thì nói chung là con đẹp hơn này con sâu hơn một tí nói chung là không đẹp nhiều nhưng em bán vẫn tiêu khoảng tầm 8 triệu uh, uh, rưỡi cho đến 8 triệu tám ví dụ bình thường những con này thì có thể là lên tới 8 triệu tám nhưng mà em sẽ vẫn để ở mức 8 triệu rưỡi cho quý vị nhé Đó. em sẽ vẫn để 8 triệu rưỡi vẫn bao test 7 ngày và tặng uh, sạc ZIN à, của hãng thơ máy nhé quý vị nhé dạ, vâng, đấy. À, quý vị nào lấy thì alo cho em số điện thoại của em là 0966 594581 địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm Hà Nội dạ, vâng em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em